Rồi, thế giới cây nho xin chào các anh chị. Thì hôm nay lại ra một clip mới cho các anh chị nha. Đó, đây là vườn nho ngón tay bắt đầu chuyển màu và chín tới. Và gặp cái trường hợp là mấy con quỷ chim này nó chờ sẵn trên những cái bụi cây mà bữa em quay đó. Cứ nó tới nó gặp mà quả bắt đầu chín là nó lại xuống đớp hết. Chín quả nào là nó đớp quả đó. Không chuột thì tới chim đó. Nên hôm nay là em mua một mớ cái bao quả đó mọi người, là bao lại để cho nó tránh chim với lại chuột nó ăn đó. Thì đây nè, vì trước mặt là đèn bao lại đó, đó bao quả lại. Thì em sẽ quay cho mọi người xem luôn về cách cái việc mà bao quả để cho các anh chị mà có trồng sân thượng, sân nhà, sân vườn gì đó mà gặp cái trường hợp này không biết làm sao để ngăn ngừa thì mua lên mạng á, các anh chị lên Shopee đó, các anh chị đặt mua. Đây, nó có rất là nhiều loại ha. Ở đây thì mùa này ở đây thì cũng hơi nắng nên em sẽ sử dụng cái bao lưới ha, nó vừa tránh hạn chế được mưa rồi tránh ruồi vàng sâu bọ nó ăn hoặc chim luôn. Chứ không thôi là chín bao nhiêu là nó lẫm hết bấy nhiêu. Đó. Thì đây là cái bao quả nè mọi người. Cái này thì nó dạng lưới. Đó. Thì bao dạng lưới này thì nó có ánh nắng hơn thì nó làm cho cái quả nó sẽ chín lên màu được hơn, rõ hơn. Còn những cái bao quả khác mà nó mịt mù quá thì cái quả nó sẽ không lên màu sắc được. Đó, cái này thì nó dạng lưới á mọi người. Rồi cái đây là cái gút lại thôi. Thì để nữa bao cái chùm nho thì em sẽ quay cho mọi người xem nha. Đó, chùm này như này. Cái bọc này nó mua mấy nghìn đồng cái thôi, tùy theo loại. Đó, có loại mấy trăm đồng, mấy ngàn đồng. Tùy thì mua mình đặt hàng là người ta gửi tới tận nhà luôn. Rồi mình bao quả lại. Đây thì em sẽ chọn một cái chùm và bao cho mọi người thấy ha. Nó quả thì bắt đầu chín tới nè mà chim chóc nó ăn quá. Rồi, bao vào cái chùm quả nè. Khá đơn giản thôi, mọi người đặt lên mạng mua là có thôi. Thì người ta làm gút lại hết. Rất là dễ. Đó, cái chùm quả nó sẽ như thế này. Đó. Thì bây giờ bắt đầu tiến hành bao lần lần hết. Đó mọi người. Thì vì ở đây trồng rất nhiều loại trái cây nên chim nó rất là nhiều. Đó. Cứ trái quả mà nào chín là nó lụm đầu hết. Vừa bao để tránh chim chóc với lại bệnh luôn mọi người. Đó. Đó, thì em sẽ tiến hành bao hết cái vườn nho này luôn nha. Chùm nào cũng bao hết mọi người. Và đây là cái vàng nho em đã bọc cái quả vào cho nó để tránh mấy con đĩ chim là nó ăn quá. Mấy con đĩ chim nó ăn chịu không nổi. Đó mọi người, nếu mà đây là trước mặt là mấy con đĩ nó đứng ngoài đây đó mọi người. Là nó mê nó ăn chịu không có nổi luôn, chín cái nào nó lụm cái đó. Nó con chim cho nó khôn như con chó luôn đó mọi người. Đây. Quả chín nè mọi người. Đó, quả chín nha. Đó. Bao như thế này là rất là an toàn luôn. Không có con chim nào mà ăn được. Ha. Đó, như mấy chùm này nè, đây đây. Mọi người xem nè. Không?
trái chín bao nhiêu là nó lụm đầu hết bao nhiêu nè. Đó, nó lụm đầu nè, đây hái xuống cho các anh chị xem nè. Đó ha, chín bao nhiêu là nó lụm đầu hết bao nhiêu. Đó, đây này là nó đó, bay liền, khôn lắm. Có bao nhiêu là nó lụm đầu hết. Đó, nên bây giờ là bao sạch bách. Chỉ những cái chùm mà nhỏ nhỏ như thế này là em chưa có kịp bao thôi, còn lại là bao hết nè mọi người. Đó, người xem nè. Đó, trái bắt đầu chín lần là em mà không bao là chín bao nhiêu nó lụm hết bao nhiêu luôn mọi người. Đó, lụm đầu hết. Đó, thì dạo gần đây thì mấy con chim nó bay qua nhà em nó hay khóc, không biết cái lý do gì. Đó, bây giờ mới biết cái lý do là vì em bao mấy cái chùm này nó không còn cái gì ăn nữa, nó mấy con đĩ chim nó khóc hoài à. Đó, nó nên các anh chị mà trồng sân thượng đồ đó là món ăn yêu thích luôn đó mọi người, chuột đồ đó. Đây là nhân ngón tay mọi người, đây thì quả bắt đầu chín đây. Để cho em tháo một cái chùm cho mọi người xem cho nó rõ nha. Đây, cái bao bịch này thì khi mà các anh chị mà sử dụng xong rồi chúng ta tái sử dụng lại được nha mọi người. Đây, đó, trái bắt đầu chín lần tới đó. Nếu mà không bao là còn ý cuốn à. Đó, nếu mà không bao là còn mỗi cái nịt đó mọi người. Đây, để em bao lại, không thôi là nó lụm đầu hết. Với lại tránh được một phần là do mưa gió nó làm hư đó mọi người. À, chùm này đang chín tới đây. Đó, thì nhiều anh chị ở Sài Gòn đồ, ở các tỉnh có bảo là ghé vườn tham quan, thì hiện tại là dịch bệnh nó đang phức tạp nên em không có nhận ha. Nên các anh chị cô bác, anh chị cô chú thì thông cảm nha. Thì khi nào mà bị dịch nó ổn thì chúng ta đi du lịch đủ cũng được. Tại vì em là không có chuyên về cho tham quan du lịch đâu mọi người. Đó, nên mọi người thông cảm. Các anh chị tới tham quan tham khảo được, chứ còn em không có tổ chức du lịch thu vé hay như thế nào nha mọi người. Đó, đó, nó chín lần đấy mọi người. Khi nào mà quả nó chín lên nữa thì quay cho mọi người xem. Thì cái mùa này nhân ngón tay thì quả nó cũng hơi nhỏ, nhưng mà nó chín rất là đẹp. Đây, bao lưới nha mọi người. Đây là chùm nào cũng bao. Thì cả khi mà em bao hết tất cả cái vườn này thì em mới biết được cái số lượng chùm rất là kinh khủng. Thì lúc mà nó ra hoa thì tưởng rất là ít, nên dự đoán thì chắc còn có 300 chùm thôi. Mà ai về mua đến 500-600 cái bịch rồi, 500-600 cái bao lưới này mà bao vẫn còn chưa đủ, nó vẫn còn lưu thưa những cái chùm như thế này chưa bao nè. Đó, mà đầy hết 500 cái bịch của em rồi. Bịch này thì nó bán mấy nghìn, 1.000 mấy, 2.000 tùy theo chỗ nha mọi người. Đây, chỗ này nè, có mọi người thấy không, ôm tùm luôn. Đây là chùm nho đen đây, cũng được bao nha mọi người. Đây, quả bắt đầu chín lần lần thôi rồi. Định tháo ra mà điều mất công tháo lại quá. Đó mọi người, đây, chín rất là đẹp luôn. Rồi, và xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những clip tiếp theo nha. Thì cái vườn nho này có cái gì mới mới là em sẽ quay cho mọi người xem hết. Đó, rồi xin chào nha. Nếu các anh chị cô chú cảm thấy hay thì cho em một like và một đăng ký kênh để cùng theo dõi những clip hay về cây nho, các dốc nho đa dạng như thế nào ha. Rồi, xin chào các cô chú trồng nho sân thượng, sân vườn đang được kết quả tốt nha.